ngoài cho đi thì con không thể vào đạo tràng được, mà con cũng có nhờ cô Như Quang giúp đỡ giùm bài ở nhà mà tất cả đạo tràng giúp giùm. Dạ, giờ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sân Thầy ạ. À, kính lễ Ngài Quán Không. À, xin chào cô tu nữ Như Pháp. Xin chào chư Việt Nam tín nữ. À, sa thủ cô tu nữ Như Pháp. Trên sự tu tập thì cái vấn đề tiến hóa càng ngày càng đi lên. À, tuần tự và đó cũng là một cái điều rất là tốt. À, khi mà thấy cô tu nữ nhiều pháp đã hoàn thành ý nguyện của mình, à, từ một người cư sĩ tại gia bây giờ trở nên một người xuất gia, thì quý vị biết rằng đời thì bận rộn ở đời, nhưng mà trong đạo thì cũng có những cái sự bận rộn trong đạo, đó là nguyên tắc ha. Và từ từ, à, tâm của chúng ta được an vui tiến hóa. À, một điều đó mà chúng tôi cảm thấy rằng rất là hoan hỷ, à, trong cái sự tiến hóa, trong sự tu tập của cô Nhật Quỳnh, à, và bây giờ là một vị tu nữ từ bỏ gia đình sống không gia đình, giống như câu Phật ngôn bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự viễn ly thế tình, pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Sa thủ cô tu nữ nhiều pháp. Và trước khi chúng ta học câu Phật ngôn 110 thì chúng ta hãy áp dụng theo cái pháp danh của vị tu nữ này, gọi là Như Pháp ha, theo sự gửi gắm, à, của cô tu nữ Như Pháp. Vậy thì cái rung của chắc chúng ta cũng phải Như Pháp để mà thực hành. À, bắt đầu từ ngày mai, trách nhiệm bổn phận của một người xuất gia đè nặng, cho nên không thể vào trong rung này được. Vậy thì trong rung này chúng ta cũng phải thực hành Như Pháp. À, Như Pháp ở đây có nghĩa là không có cô, à, Sít Nhật Quỳnh nữa, không có cô tu nữ Như Pháp ở trong room thì chúng ta cũng phải Như Pháp để mà thọ trì. Vậy thì ai là người thay thế, à, cô tu nữ Như Pháp? Ở đây chúng tôi thấy là Sít Kim, à, cả tuần, à, chưa có bao giờ đọc một bài lễ bái tam bảo thọ trì quy giới nè. Một ha, Sĩ Kim là một nè ha, rồi ai nữa? Sĩ Thiền Vũ, Sĩ Duyên nè, Sĩ Cảnh Kiểm nè, Sĩ Tô Hiệu Phúng nè, à, Sĩ Mê Ta nè, một mình, à, cô tu nữ Như Pháp không có trong room này, thì bây giờ quý vị có thể thay thế đại diện. À, quý vị có thể thay thế đại diện. À, khi cái room này sinh hoạt một cách trọn vẹn, à, tốt đẹp, chúng ta thấy rằng Sĩ Nhật Quỳnh đã duy trì phát triển cái room này trong trên 10 năm. Và hiện giờ thì đã là một vị tu nữ. À, công việc tu tập thì rất là bận rộn về nghi thức, về giới luật, không đến đạo tràng được. Vậy thì quý vị có thể xung phong được không? Thay thế cho Sĩ Nhật Quỳnh, thay thế cho cô tu nữ Như Pháp. Quý vị làm được cái chuyện đó không? Một mình, à, Sĩ Nhật Quỳnh mà đã quyến chuyển. Bây giờ quý vị đông mà, à, quý vị đông mà, thì quý vị nghĩ sao? À, Chiếc Cồng Mai, Chiếc Mê Ta, Chiếc Kim Nhung, à, quý vị đó đã có trách nhiệm, có bổn phận.
Bây giờ còn sĩ kiếm nè ha, sĩ cảnh kiếm nè, sĩ tu thì phúng nè, rồi sĩ mê ta, sĩ thiện vũ, sĩ duyên vân vân. Thì bây giờ quý vị có thể điền quyết vào chỗ trống cho hợp lễ, và đó gọi là như pháp. Chúng ta như pháp để thọ trì. Sao sĩ duyên, chuyện lỡ không giúp được thì cũng mới đổi chỗ là mới hơi ồn ào. Sĩ duyên có lý do, còn chiếc game nó bằng học, nhưng mà nó, khi nãy là chát lên là một tuần chưa có một một hay hai ngày để lễ bái tầm bảo. Sĩ game hơi một lắm ha. Vậy thì quý vị thấy vai trò của sĩ nghiệp quỳnh đối với cái luật rất là quan trọng. Và trong khi đó chúng tôi đưa ra một loạt những người để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Nhưng mà quý vị sĩ kiên thì có lý do, còn sĩ kim thì bận học. Rồi còn quý vị sao, sĩ hành kiểm, sĩ thiện vũ, sĩ tô thị phúng, kinh tâm bảo hai ngày. Sĩ kim nó chuyện nhỏ, nên là đọc kinh tâm bảo luôn cả hai ngày. Nhưng mà bây giờ chỉ cần một ngày thôi, điền khuyết cho sĩ nghiệp quỳnh chỉ cần một ngày thôi, hai ngày dành chỗ người ta không được, một ngày thôi. Mà cái ngày đó là ngày nào không, ngày phải gặp ngày Liễu Tông, ngày chủ nhật lên làm thị giả nữa. Vai trò của sĩ nghiệp quỳnh rất là quan trọng. Bây giờ sĩ kiên nghe là xung phong đọc hai ngày ok, nhưng mà chỉ cần một ngày thôi, đó là ngày thứ bảy ở Việt Nam, ở bên Mỹ cũng như là ngày chủ nhật ở Việt Nam. Thường bán do phục vụ khoai tiền nên không làm gì được. Rồi chứ tôi thì cũng có lý do chính đáng. Nói vậy cho quý vị mỗi người một tay đi. Chiếc game coi như là một ngày tụng kinh tam bảo, nhưng mà còn có cái vấn đề thị giả thì thay phiên nhau xa luân chiến để móc túi ngài Liễu Tông. Mỗi người liên hỏi một câu là buổi sinh hoạt của chúng ta sẽ hoàn thiện. Không được đâu, vì sư Liễu Tông không thích. Trời đất ơi, thích hay không thích gì, cái vấn đề lễ bái tam bảo tọa trì quy giới, vì cái room này phục vụ nha, chứ không phải nói là thương ghét mà hoặc là thích không thích gì. Trong trường hợp này nói như vậy là không được. Tại sao mà sư Liễu Tông không thích? Tại quậy quá không thích cái gì. Chứ trong luôn này ngày Liễu Tông mà ta nói là tôi thích người này, tôi ghét người kia không? Không làm thì giả được thôi. Nè, còn có huynh Giang Nhật Hà nè, có gì đâu, huynh Giang Nhật Hà nè. Thì tâm trạng và khả năng em gì của con rất là kém, chính rất là kém, cho nên phải trau dồi, cần phải học hỏi. Sư Thiện Vũ có khả năng chứ không phải không, nhưng mà ở đây là một sự khiêm tốn. Quý vị cứ nghĩ rằng chúng ta đâu phải ở trên trời rớt xuống mà biết đâu, phải học. Ngài Liễu Tông khuyến khích chúng ta phải học, học ngày không đủ tranh thủ học đêm, học thêm Chúa Nhật. Chúng ta có học mới vượt qua tất cả, chứ không phải như sĩ Nhật Quỳnh có một cái sự thành tựu to lớn như thế này là sĩ Nhật Quỳnh cũng bị ăn cháo lương nhiều lắm, cũng bị sửa lên nhiều lắm. Chứ không phải là coi như sĩ Nhật Quỳnh giỏi là ở trên trời rớt xuống mà giỏi. Nhưng con học sĩ Liễu Tông, nhưng nó không hết.
Rồi sa thủ sa thủ, như vậy là quý vị nhất trí phải không? Ngày chủ nhật sĩ kiêm sẽ lễ bái tam bảo thọ trì quy giới, rồi MC sẽ là sĩ thiện vũ, rồi có gì hỗ trợ thì sĩ duyên nè, sĩ niệm tư nè ha, rồi huynh giang nhật hà nè, sĩ tô thị phúng nè, các vị đó sẽ sĩ thành kiếm này sẽ hỗ trợ ha. Sao mà từ chối? Bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng không có khả năng, thật sự ra quý vị cứ làm đi, một cái sự thiếu sót sẽ có người bổ sung. Huynh tu học Phật pháp nè, huynh tu học Phật pháp sẽ hỗ trợ cho quý vị. Từ từ, trời ơi, sống quyển ly phải bất chấp sĩ ca sĩ nhật huynh nè. Bây giờ là cô tu nữ như pháp đó mới là quyển ly, chứ còn bây giờ muốn quyển ly tức là mình phải chung đụng. Trong cái chung đụng đó, trong cái xô bồ đó thì mình mới quyển ly được, chứ còn bây giờ chưa đâu. Bây giờ hãy cộng trú với đạo tràng này, rồi khi đó chúng ta mới viễn ly được. Rồi bây giờ mời cô tu. Dạ, một lần nữa con Như Pháp đảnh lễ Ngài, đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào đạo tràng. Dạ, dạ kính lắm, cảm ơn cô Meta cho hôm mai cho Như Pháp biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn cô Tina. Dạ, Như Pháp xin được phép là nói cái quá trình của Như Pháp khi đến phục vụ để quý cô mà cũng như quý đạo hữu có thể mạnh dạn tiến lên. Thật sự lúc Như Pháp đến đạo tràng không biết gõ chữ luôn, không biết tặng hoa luôn. Dạ, thật sự như vậy, mua cái máy vi tính nghề không biết đường nào mà vô trong banh thoát, phải gọi điện về sư pháp tính, rồi nhờ cái người người ta cài banh thoát, người ta cũng không biết cài, mặc dù người ta là kỹ sư về máy vi tính, người ta cũng biết cài banh thoát làm sao. Như Pháp phải gọi điện về sư pháp tính, gặp cái người đó cài banh thoát như thế nào để cho Như Pháp dùng. Và Như Pháp vào cái room sư pháp tính hướng dẫn vào room cấp cứu. Sau đó thì buổi sáng, nhưng buổi thì mặt vừa làm mà vừa đi kiếm room để học hỏi, đi kiếm được cái room Phật giáo Nam Truyền, thấy cái chữ Nam Truyền thôi là mừng mừng ghê lắm luôn. Dạ, vô được cái room Phật giáo Nam Truyền rồi thì nghe lúc đó Rung Phật giáo Nam Truyền một tuần lễ dạy như thế 6 ngày pháp cú thì phải. Dạ, lâu quá rồi, hơn 10 năm rồi. Thì đâu có biết gõ chữ đâu quý vị, hoàn toàn không biết gì hết. Như Pháp phải lấy vở ra viết vô cuốn vở, bây giờ vẫn còn giữ để làm kỷ niệm cuốn vở. Xong rồi nghe quý vị phân tích, Như Pháp phải ghi vô cuốn vở đó, chữ này là đọc sao, rồi đoạn âm hay trường âm, hay là trường âm thông thường hay như thế nào, phải ghi ghi như vậy. Và lần lần một ngày đó thì Ngài Trí Đức kêu lên, tự nhiên không có người hồi hướng. Ngài Trí Đức kêu lên thì Như Pháp có sao làm gì, đâu có học hỏi ở đâu đâu cái gì. Dạ, tại vì ở mặc dù Như Pháp qua Mỹ đi làm, nhưng mà cũng hình như có cái duyên được ở một phòng và được thờ bằng Phật ở trong phòng. Và Như Pháp mỗi ngày hai lượt cũng lễ bái Tam Bảo,
rồi đọc kinh. Mà khi được ngài Trí Đức dạy, đọc được Pali mừng lắm luôn, mừng thật là mừng luôn. Nên là cứ đọc kinh vậy đó, đọc đọc một mình, đọc một mình, cứ lật dở cái cuốn lễ bái tâm nhật tụng ra đọc. Thì vô tình ngày hôm đó không có MC, không có gì hết, thì ngài Trí Đức kêu cái nick Nhật Quỳnh này nè, vào lâu rồi, bây giờ lên hồi hướng đi chứ. Thì cũng cầm mic, và quý vị có biết không, đầu tiên Nhật Quỳnh không biết cầm mic như thế nào luôn. Không biết cầm mic như thế nào luôn, phải gọi về sư Pháp Tính ở Mỹ, gọi về Việt Nam nhờ sư chỉ cho cầm mic. Cầm mic rồi đó, họ buông xuống, họ không biết đường buông luôn. Nên là ngài kêu lên hồi hướng thì có sao làm gì, nên là rồi cũng được. Cũng được rồi, sau đó là bắt bén rồi ngài 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 đợi có duyên lần 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 lần. Như tới ngày hôm nay, nên là quý vị yên tâm đi, mình có quyết tâm hay không thôi. Nếu mình quyết tâm thì khó như Nhật Quỳnh như vậy, lúc đó Nhật Quỳnh còn làm được mà. Nên quý vị phải quyết tâm, đây là một cái nơi để mình có thể tu tập, đây là một cái nơi để có thể mình bày tỏ những cái kém khuyết của mình để cùng nhau học hỏi. Nên là con xin phép ngài, con có đôi lời với đạo tràng để cho quý cô cứ mạnh dạn lên, đừng sợ sai. Chỉ có mình không thấy mình sai thì mới sợ. Nếu mình thấy mình sai, như hồi nãy ngài nói là Nhật Quỳnh là ăn cháo lương liên tục, ăn liên tục luôn. Chẳng những mà ngài Liễu Tăng rồi ngài Trí Đức rồi đạo tràng quý vị đạo hữu cũng là coi như là cho Nhật Quỳnh ăn liên tục, thậm chí có lần khổ quá người ta chửi nhiều quá luôn, chịu không nổi. Bạch với ngài, dạ bạch ngài, con không có làm MC nữa đâu, con chịu không nổi. Thì ngài mới hỏi một câu, tại vì người ta chửi ngay trên room luôn, ta nói là Nhật Quỳnh là ham danh nè, ham lợi nè, nên là muốn làm chủ ba cái room nè, này kia kia nọ, chịu không nổi. Nên là ngài mới nói với ngài, thôi con không làm anh xin nữa. Ngài mới hỏi, chứ cô vô đây cô làm gì, cô có danh gì, cô có lợi gì đâu, cô suy nghĩ lại coi. Và từ đó Nhật Quỳnh đứng lên lời đã chấp nhận. Có một câu để cho mình đứng được là hồi đó người ta làm thiện pháp mình chửi nó hoài làm chi, giờ mình bị chửi lại là vừa lắm rồi. Có như vậy nên nó là nên là cũng 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 để cho mà mình có cách để mình đứng lên. Con thành kính một lần nữa đảnh lễ tri ân ngài, kính tri ân chư tôn đức và như pháp, kính cảm ơn đạo tràng, và con kính dâng bước đến ngài ạ. Sa thủ của tu nữ như pháp. Chúng ta vẫn biết rằng trong tinh thần Phật giáo, tự giác và giác tha, ai không có ai gọi khống chế để một người Phật tử là phạm thế gian theo ý của người. Chư tăng thì quý vị biết rằng bốn đôi tám chục chứ không phải nói những cái vị tăng chúng ta đồ thì pháp, chúng ta đến cái vấn đề Phật pháp thì chúng ta có duyên, chúng ta cảm thấy thích nghi, chúng ta đến với cái room này, và trong những cái môn học chúng ta tiếp thu được nhanh hay
hay là chậm cũng do cái ba la mật trong quá khứ. Chúng ta đã từng học trong quá khứ, cái này hôm nay gặp ở đây, chúng ta là bà con quyến thuộc, chúng ta tham gia để rồi cùng cộng trú trong cái room này. Đó là một cộng nghiệp, nhưng mà cộng nghiệp ở đây là thiện ha. Quý vị cảm thấy an vui mới đến với cái room này. Còn vào cái room này mà đau khổ phiền não thì chúng ta đến để làm gì? Nhất là ở Việt Nam cái giờ này là giờ ngủ nướng sướng lắm. Nhớ vô cái room này rồi để chúng tôi sửa lưng, phải đọc như thế này nè, đọc gì là sai. Quý vị cũng tự ái chứ, buổi sáng sớm mà bước cái bước chân vô room này là bị rầy rồi. Quý vị cũng tự ái chứ, nhưng mà vì cái tinh thần tầm cầu học hỏi của quý vị, chúng tôi rất là khâm phục quý vị. Quý vị là những người mà đến chậm, đến trễ, nhưng mà tiếp thu nhanh quá đi, làm cho những cái vị mới họ cũng ngạc nhiên tại sao giỏi quá như vậy. Thì thôi, như vậy thì cũng đã tìm ra đáp án rồi hả Sĩ Kim hả? Hôm nào ở Sĩ Kim bận thì báo để chúng tôi tìm người khác để thay thế ha. Rất là hoan nghênh tinh thần của Sĩ Meta nè, Sĩ Tina nè, Sĩ Hồng Mai, Sĩ Kim Nhung ha. Quý vị đã thể hiện rất là tốt, nhất là tinh thần phục vụ của cái room này và tinh thần học hỏi của quý vị. Quý vị là những người đến sau, nhưng mà chúng tôi thấy về trước, tới sau mà về trước. Nhiều khi còn hỏi chúng tôi nhiều câu hỏi chúng tôi bí luôn. Ví dụ như Huynh Quang hả, nói rằng bây giờ đang học cái phần pháp cú phẩm ngàn ha, sẽ hát sá quắc ra nè, phẩm ngàn, mà tại sao cái câu pháp ngũ mà chúng ta vừa học 109 không có ngàn mà chỉ có trăm thôi ha. Ngộ thế, hỏi câu chúng tôi cũng bí luôn. Mà không biết quý vị có đem câu đó hỏi Ngài Diệu Tông không? Phẩm ngàn mà trong đó cái mục đích á là cậu bé đó được Đức Phật coi như đến tụng kinh rồi dạy xoa, đó sợ không dám bắt cái đứa bé để ăn thịt, và đứa bé đó đã sống được hơn 120 tuổi. Tại sao 120 tuổi gọi là phẩm ngàn? Rồi trong cái câu Phật ngôn này cũng vậy, ngộ, có nghĩa là Phật ngôn này nói cái gì? Dầu sống có 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền. Đây đó, có 100 năm mà tại sao nó cũng ngàn? Chuyện này là một cái điều mà gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Nó phẩm ngàn mà đây nó có 100 năm à. Còn cái cậu bé kia sống 120 tuổi mà tại sao gọi là phẩm ngàn? Thì thôi, học ở đâu chúng ta thắc mắc thì chúng ta sẽ hỏi. Bây giờ đi vào bài học ha. Như vậy thì theo sự yêu cầu của Sĩ Nhật Quỳnh, bây giờ là cô tu nữ Như Pháp, thì chúng ta cũng đã Như Pháp để tìm ra cái người thế cho cô tu nữ Như Pháp, đó là Sĩ Kiềm ha. Lễ bái Tam Bảo, thọ trì quy giới ngày Chủ nhật, Chủ nhật Việt Nam là thứ bảy bên Mỹ. Rồi tìm ra đáp án rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta học ha. Hồi nãy giờ cũng mất thời gian rồi, bây giờ phải lễ bái Tam Bảo nha. Rồi khẩu Phật ngôn 110 bắt đầu. Dù cha quá xa xa tăng chi về, dù cha quá xa xa tăng chi về, dù cha quá xa xa tăng chi về. Câu số 2. Đốt si lô a sa ma hi tô
Dusilo asamma hito Dusilo asamma hito. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Yo jawa sasatang chi we dusilo asamma hito. Yo jawa sasatang chi we dusilo asamma hito. Yo jawa sasatang chi we dusilo asamma hito. Bây giờ qua câu 3, câu 4. Ê ca hằng chi quý tăng say yo. Ê ca hằng chi quý tăng say yo. Ê ca hằng chi quý tăng say yo. Và cuối. Si quan tất sa cha di nô. Si la quan ta sa cha yi no. Si la quan ta sa cha yi no. Cùng là câu 3, câu 4. E ka hang chi quy tăng say yo. Si la quan ta sa cha yi no. E ka hang chi quy tăng say yo si la quan ta sa cha yo. E ka hang quy tăng say yo. Si la quan ta sa cha yi no. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Câu này có hai cách đọc. Yo cha wa sa sa tang chi we du si lo a sa ma hi to e ka hang chi we tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Yo cha wa sa sa tang chi we du si lo a sa ma hi to e ka hang chi we tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai. Yo cha wa sa sa tang chi we du si lo a sa ma hi to. E ka hang chi we tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Yo cha wa sa sa tang chi we du si lo a sa ma hi to. E ka hang chi we tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Rồi, như vậy thì trường âm đoạn âm chúng ta có hai cách đọc, đọc theo giọng kinh ha. Và bây giờ đọc theo giọng kệ, một câu tám từ chúng ta chia ra làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu ha, để nương nhau. Dỗ cho qua xa xa tăng chi quên đu si lô á sa ma hi tô. E ca hăng chi quy tăng say yô si la quan tán sa cha di nô. Yô cha wa sa sa tăng chi quên đu si lô á sa ma hi tô. E ca hăng chi quy tăng say yo si la quan tán sa cha di nô. Em lần nữa. Yo cha wa sa sa tăng chi quy đu si lô á sa ma hi tô. E ca hăng chi quy tăng say yo si la quan tán sa cha di nô. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Rồi mời Sik Meta Sik Kim Tha.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết nghe được tín hiệu rõ. Tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Quán Không, con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu Pháp Cú 110. Dồ cha quá xa xa tăng trì huệ đút xì lô a sa ma hi tô ê ca hằng trì quy tăng xây dô xì la hoàn tất sa cha di nô. Và con xin phân tích vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, đút trường âm nhấn, si lô hai trường âm thông thường, á xá là hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường, vô cha quá xá xá tăng chi quê Út xì lô a sa ma hi tô. Và con xin phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Ê ca là hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xây trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, quan tát là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, ê ca hăng trì quy tăng xây vô xì lá quan tát sát cha di nô. Và con đọc lại toàn bài. Vô cha quá xa xa tăng trì huệ đút si lô a sa ma hi tô ê ca hằng trì quy tăng xây vô si la quan tát sát cha di nô. Vô cha quá xa xa tăng trì huệ đút si lô a sa ma hi tô ê ca hằng trì quy tăng xây vô xì la hoàn tất sát cha di nô. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Và đó là bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dồ cha quát xa xa tăng chi huệ đuổi si lô a sa ma hi tô ê ca hăng chi quỳ tăng xây vô si la quan tát sa cha di nô. Và con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Con xin kính chào Sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Và bữa nay cô Nhật Quỳnh thành tu nữ Như Pháp, như 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 là giống Pháp, là Pháp phải giống Như Pháp. Không biết ai ai đặt pháp danh cho sư cho cô tu nữ Như Pháp gì ta cho biết được không? Bữa nay không có được nói chuyện trong giày nữa, phải đọc trả bài cho rồi tại không còn đủ giờ nữa. một hai ba bốn năm người, năm người nghe rõ. Ai âm thanh bữa nay tốt nha, tới năm người nghe rõ vàng luôn, nghe rõ vàng luôn. Thôi giờ phải đọc cho xong đi. Dạ con xin trả bài kinh pháp cú số 110. Vô cha quát sa sa tăng chi huệ đúc si lô a sa ma hi tô e kha hằng chi quý tăng say vô
Si la quanh tác sa cha di nô Yo cha wát sa sa tăng chi quê đúc si lô asama hi tô e kha hằng chi quý tăng say yô si la quanh tác sa cha di nô. Phân tích câu 1 và câu 2. Yo trường âm thông thường, chá đoạn âm, wát trường âm ngắn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường. Câu số 2. Đúc trường âm ngắn, si lô hai trường âm thông thường, á xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yo cha wat sa sa tang chi we duk si lo asama hito e kha hang chi wi tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Phân tích câu số 3. E kha hai trường âm thông thường, hang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm ngắn, vô trường âm thông thường. Câu cúng cùi, hai câu cuối cùng. Cần thích nhất là cái chữ này đó, cúng cùi, là do sư Chí Đức đó, hay nói đó nha. Thầy nào thì trò nấy đó. Khi trường âm thông thường, lá đoạn âm, quanh tác, hai trường âm ngắn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và cha kệ. Ê kha hằng chi quý tăng say vô si lá hoành tác xá cha dí nô. Vô cháu quát xá xá tăng chi quê đúc si lô á xá mà hi tô. Ê kha hằng chi quý tăng say vô si lá hoành tác xá cha dí nô. Yo cha wat sa sa tang chi we duk si lo asama hito e kha hang chi we tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Yo cha wat sa sa tang chi we duk si lo asama hito e kha hang chi we tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Yo cha wan yo cha wa sa sa tang chi quê đục si lô a sa ma hi tô e kha hăng chi quy tăng say yo si la wan ta sinh sa cha yi nô. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày trì giới tu thiền định. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu cho tôi kinh Pháp Cú 110. Cảm ơn Hồng Mai, cảm ơn cô Meta, cảm ơn Ti nè, cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Không biết có sai gì không ha, không thấy sư cho chắc sư mệt đi uống cà, đi uống nước không nghĩ mệt. Dạ yeah. Cảm xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị kế tiếp ha. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Quán Không, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, xin cảm ơn chị Thiện Vũ, Tina Hà và chị Như Quang đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 110. Yo cha wat sa sa tang chi we du si lo asama hito e ka hang chi vi tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Yo cha wat sa sa tang chi we du si lo asama hito e ka hang chi vi tang say yo si la wan ta sa cha yi no. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, chá đoạn âm, was trường âm nhấn, xá, xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi, quê hai trường âm thông thường, dus trường âm nhấn, si, lo hai trường âm thông thường, á, xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yo cha wa sa sa tăng chi we du
si lo asama hito. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. E, ca, hai trường âm thông thường. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chi, trường âm thông thường. Quý, đoạn âm. Tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Say, trường âm nhấn. Vô, trường âm thông thường. Si, trường âm thông thường. Lá, đoạn âm. Quan, tas, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Dí, đoạn âm. No, trường âm thông thường. E ka hang chi vi tăng say yo si la wan tas sa cha yi no. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú 110. Yo cha wa sa sa tăng chi vi du si lo asama hi to. E ka hang chi vi tăng say yo si la wan tas sa cha yi no. Yo cha wa sa sa tăng chi vi du si lo asama hi to. E ka hang chi vi tăng say yo si la wan tas sa cha yi no. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày, trì giới tu thiền. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Vô cha wa sa sa tăng chi huệ, du si a sa ma hi to. E ca hăng chi vi tăng say yo, si la wan ta sa cha yi no. Yo cha wa sa sa tăng chi huệ, du si lo a sa ma hi to. E ca hăng chi vi tăng say yo, si la wan ta sa cha yi no. Dạ, con đã đọc, phân tích và kể xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng cũng sửa dân mà. Dạ, bây giờ con xin mời Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, cái máy của con nó để là You Are Next. Thì ra con không biết là có phải con lên trước cô Thiên Vũ không nha. Thôi mà giờ con lỡ cầm rồi, thôi để con chăm. Dạ, con cảm ơn các cô và con kính hiểu. Rồi con xin đọc bài kinh pháp cú. Yo cha wa sa sa tang chi we duk si lo asama hito. E ka hang chi wi tang say yo si 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 la wan ta sa cha yi no. Yo cha wa sa sa tang chi we duk si lo asama hito. E ka hang chi vi tăng say yo si la wan ta sa cha yi no. Dù sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trừ giới tu thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Vô trường âm thông thường, chá đoạn âm, was trường âm nhấn, xá đoạn âm. Xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quê, chi quê hai trường âm thông thường. Đức trường âm nhấn, si trường âm thông thường, lô trường âm thông thường. Á đoạn âm, á xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yo cha wa sa sa tăng chi về đúc si lô a sa ma hi tô. E trường âm thông thường, e ka hai trường âm thông thường, hang trường âm đặt theo giọng nguyên âm. Chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường. Si trường âm thông thường, lá đoạn âm, quan trường âm, quan tas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, cha quý cha trường âm thông thường, quý đoạn âm, nô trường âm thông thường. E ka hang chi vi tăng say yo si la wan ta sa cha no. Yo cha
Vassasattang chive đức sư đồ asama hi tô eka hàng chư vi tăng sư yo sư la hoàn tất sa cha di ngô. Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày thì giới tu thiền định. Dạ con đã đọc xong, dạ con kính trao mít lại cho con biết ai kế. Dạ. Hồi nãy con vừa kể con có nghe nói là cô Nhật Quỳnh bây giờ là thành tu nữ thì thôi con chúc mừng cô. Dạ. Mong cô tu tập tinh tấn, đạt thánh trí trong ngay trong kiếp sống này. Dạ. Con xin nói. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Quán Không, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào rất là quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Câu pháp cú số 110. Yo cha wasasa tang chi we dusilo asama hito ekahang chi wi tang sayo Sì la quan thất sa cha di nô. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yo cha wát sa sa tăng chi về tu si lo a sa ma hi to. Yo trường âm thông thường, cha đoạn âm. Wát trường âm nhấn, sa sa hai đoạn âm. Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chi về hai trường âm thông thường. Tu trường âm nhấn, si lo hai trường âm thông thường. Á đoạn âm, xá đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yo cha was sa sa tăng chi we du si lo asama hi to. Câu 3 và 4. E ca hằng chi quy tăng say yo si la wan thất sa cha hi nu. E trường âm thông EK hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, si trường âm thông thường, lá đoạn âm, one touch hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, dí đoạn âm, nô trường âm thông thường, EK hăng chi vi tăng say yo si la wan thất sát cha di nô yo cha wan sát sát tăng chi we tu si lo asama hi to eka hằng chi vi tăng say yo si la wan thất sát cha di nô. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dù trả quan xa xa tăng chi quê, đun si lô a xa ma hi tu. Ê cả hân chi, vì tăng say yô, si la quan thân xa cha yi nô. Yo cha wan sa sa tang chi we dun si lo a sa ma hi to e ka hang chi we tang say yo si la wan tan cha yi no. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp.
Dạ, con thấy trên mạng con chưa tới lượt nhưng mà con thấy không có ai, con sợ đến lượt con rồi. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Quán Không, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 110. Yo cha wat sa sa tang chi we dut si lo asama hito. E ka hang chi quy tăng say yo si la quan tát sa cha di nô. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yo trường âm thông thường, chá đoạn âm, quát trường âm nhấn, xá xá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi quê hai trường âm thông thường, đút trường âm nhấn, si lô hai trường âm thông thường, á xá hai đoạn âm, ma trường âm thông thường, hí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Yo cha wat sa sa tang chi we dut si lo asama hito. Con xin phân tích câu 3, câu 4. E ka hai trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi trường âm thông thường, quý đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say trường âm nhấn, yo si hai trường âm thông thường, lá âm, quan tát trường âm nhấn, xá đoạn âm, cha trường âm thông thường, ví đoạn âm, nô trường âm thông thường. E ka hang chi quy tăng say yo si la quan tát sa cha di nô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 110. Yo cha wat sa sa tang chi we dut si lo asama hito. E ka hang chi quy tăng say yo si la quan tat sa cha yi no. Yo cha wat sa ha sa tang chi we dut silo aha sapma hito. E ka hang chi wi tang say yo si la wan tat sat cha ji no. Dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày, trì giới tu thiền định. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con cảm ơn cô Thiền Vũ, cô Hồng Mai. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 110 ngày hôm nay. Dạ, con vừa mới thoát ra vô lại nên con không có thấy bài, con không biết vị nào có thể post bài lên giùm con được không ạ?
Hello, con không biết là có ai trong lớp mình có thể post cái câu pháp cú lên giùm con để con đọc. Dạ, con thấy rồi, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 110 ngày hôm nay ạ. Yo cha wa sa sa tang chi we du si lo asa ma Ê ca hằng chi quý tăng say yo si la hoàn tát sa cha di nô yo cha wát sa sa tăng chi quê đút si lô a sa ma hi tô ê ca hằng chi quý tăng say yo si la hoàn tát sa cha di nô Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yo cha wát sa sa tăng chi quê đút si lô a sa ma hi tô Yo là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, was là trường âm nhấn, xá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chi, quê là hai trường âm thông thường, dus là trường âm nhấn, si, lô là hai trường âm thông thường, á, xá là hai đoạn âm, ma là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Yo cha wát sa sa tăng chi quê đút si lô a sa ma hi tô Và câu số 3 và câu số 4. Ê ca hằng chi quý tăng say yô si la hoành tát sa cha di nô Ê ca là hai trường âm thông thường. Hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chi là trường âm thông thường. Quý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, say là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, si là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, oanh là trường âm nhấn, tát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, cha là trường âm thông thường, dí là đoạn âm, nô no là trường âm thông thường. Ê ca hằng chi quý tăng say yô si la hoành tát sa cha di nô Dạ con xin đọc lại ạ. Yô cha wát sa sa tăng chi quê đút si lô a sa ma hi tô Ê ca hằng chi quý tăng say yô si la hoành tát sa cha di nô Dầu sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo cha wa sa sa tăng chi quê đua si lô a sa ma hi tô e ca hăng chi quy tăng say yo si la quan ta sa cha di nô Vô cha wa sa sa tăng chi quê đua si lô a sa ma hi tô e ca hăng chi quy tăng say yô si la quan ta sa cha di nô Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con cảm ơn cô tu nữ Như Pháp đã post bài ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ.
một hai ba, quý vị có nghe rõ không ạ? Alo, một hai ba, một hai ba, quý vị nghe rõ không? Sao khi nãy khi không mai không nghe nè ha. Rồi bây giờ nghe rõ ha. Sa thú, sa thú, cô mê ta, si mê ta, si kim, si không mai, si hà, si tina, si thiền vũ và huynh giang ngật nhật hà. Rất là tốt. Sống yếu quá hả? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quý vị nghe rõ. Và hôm nay thì đâu có vị nào sai đâu, vị nào cũng đọc hay nha. Dù đọc ít nhưng mà rất là chất lượng ha. Quý vị hoan hỷ ha, đưa tay thì đọc, còn quý vị bận công việc thì thôi ha. Nhưng mà tinh thần học hỏi của quý vị đến với cái room này chúng tôi rất là trân trọng, rất là hoan hỷ. Rồi, alo, bây giờ chiếc Như Quang ha. Nghe cô tu nữ mới nên ai cũng sững, sung sức hết nha. Trời ơi, sung sức. Chị sung chữ S nha, chị Hà. Em biết vậy, chữ S vô là thấy sung này là ai cũng sợ luôn á ha. Rồi, bây giờ mời chiếc Như Quang, Quang Hỷ ha. Bây giờ chúng ta đi vào tiêu vấn ha. Câu đầu tiên, vô cho quá sa sa tăng chi huệ. Vô cho quá sa sa tăng chi huệ. Câu đầu tiên chúng ta có bốn từ. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ vô là người nào, cha là và, quá sa sa tăng, quá sa là năm, sa tăng là 100. Quá sa sa tăng là 100 năm. Chi quê, chi quê là có thể sống. Và người nào có thể sống 100 năm? Đó là ý nghĩa câu đầu tiên. Dầu sống 100 năm, dù cho quá sa sa tăng chi quê. Alo, bây giờ qua câu số 2 ha. Dusilo asama hito. Câu số 2, chữ Dusilo chúng ta thấy chữ si lá, si lá là giới, nhưng mà silo đứng làm chủ từ bathama ekavachana vipatti, trên này si lá biến thành silo. Và chữ đú ở phía trước là một tiếp đầu ngữ ác, xấu. Vậy thì đú si lô, người nào có giới xấu xa? Alo, câu số 2, đú si lô, người nào có giới xấu xa? Bởi vì chi si lá, nó là một danh từ trung tính ha. Ác rần ta nó cùng sắc cả linh ra. Si lá là giới. Cái gì mà tí là người nào hả? Alo, Sĩ Khà biết bậy, đừng có nghe lời Sĩ Khà. Chỉ vô là người nào chứ tí là cái gì trong này mà tí hả? 100 năm mà để 100 năm hả? Kỳ quá vậy Sĩ Khà ơi, là Sĩ Khà. Rồi 100 năm. Dusilo, Dusilo, những người nào có giới xấu xa, hay là gọi là Dusilo là người phá giới, người không có giới. Người không có giới. Rồi Asama Hito, chữ Samahito do từ Samahita ha.
Samahita có nghĩa là đã được định tĩnh. Nhưng mà có chữ á phía trước tiếp đầu ngữ này có nghĩa là Asamahito là không định tĩnh, không thiền định. Asamahito Asamahito tức là ác giới, không thiền định. Câu số 2, rồi câu số 3, Eka hằng chi quý tăng xây vô. Eka hằng, Eka là một, Aha, Aha là ngày, Aha là một ngày. Và ở đây Eka cộng với Aha, Ahang là một ngày, thành ra Eka hằng một ngày. Chi quý tăng là đời sống, chi quý tăng là đời sống. Xây vô là tốt hơn, tốt hơn sống một ngày. Tốt hơn sống một ngày. Và câu cuối cùng, Si la quan tát sa cha di no, Si la quan tát sa cha di no. Si la quan tát sa, ở đây chữ si la cộng với quan tú tiếp vị ngữ, ám chỉ là sự sở hữu ha. Vậy thì sila quanh cá xa là của người có giới hạnh, sila quanh cá xa là của người có giới hạnh. Rồi cha di nô, do cái từ cha di ha, cha di, cha di nô sở hữu cách số ít cách thí quy pháp thi e câu quá trình na, của người có thiền, của người có thiền. Cha di nô, vậy thì câu 3, câu 4, hai câu này bổ sung với nhau. E ca hăng chi quý tăng xây vô si lá hoàng tát sa cha di nô, mạng sống một ngày của người có giới hạnh, có thiền là tốt hơn. Chỉ là quanh tú chứ không phải là banh ha, chỉ là quanh tú. Vậy thì câu Phật ngôn 110, và người nào có giới xấu xa, không định tĩnh, có thể sống 100 năm. Mạng sống một ngày của người có giới hạnh, có thiền là tốt hơn. Và người nào có giới xấu xa, không định tĩnh, có thể sống 100 năm. Mạng sống một ngày của người có giới hạnh, có thiền là tốt hơn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dật, ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Trăm năm sống có ích gì, buông lung phóng dục dật, ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Vậy dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Ngài Hòa Thượng Minh Châu ha, dầu sống 100 năm, ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày
trì giới tu thiền định. Alo, quý vị còn nghe không? Im ru này, người ta gọi là im ru bà rù đúng á. Ai còn nghe? Xà thủ xà thủ. Bây giờ cái quan trọng này, tại sao câu Phật ngôn này nói rằng sống 100 năm không bằng sống một ngày ha? Ý nghĩa sao đây? Dù sống 100 năm ở giới thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định ha? 100 năm là thấy dài lắm rồi, 100 năm, 100 tuổi, nhưng mà không bằng một ngày, một tuổi ha? Kỳ đấy. Rồi bây giờ nghe cái duyên sự này là biết ngay. Câu Phật ngôn 110 à. Cái duyên sự là tại chùa Kỳ Viên, và Đức Phật đề cập đến một vị sa di tên là Sanh Kiết Giá. Vị sa di 7 tuổi, cái tên là Sanh Kiết Giá, được đề cập trong câu Phật ngôn 110 này. À, có 30 vị tỳ khưu dòng Khất Tỳ Gia. Khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì họ xin xuất gia tu tập. Và sau 5 năm làm tròn bổn phận của mình, các vị tỳ khưu ở với thầy 5 năm. À, 30 vị tỳ khưu này đi đến gặp Phật và xin cái đề mục để tu tập. Thì vì những cái vị tỳ khưu này lớn tuổi rồi, họ mới xuất gia, cho nên khi mà nghe về pháp học thì họ thấy rằng họ không thể có khả năng học những pháp học được, và họ quyết tập quyết tâm để đi về pháp hành. Và Đức Phật đã trao cái đề mục thiền quán để cho họ tu tập chứng đắc thánh quả A La Hán. Thì những vị này khi mà nhận đề mục nơi Đức Phật xong thì họ mới xuyên vào trong rừng để mà tu tập. Đức Phật biết rằng 30 vị tỳ khưu này sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà nếu có vị sa di Sanh Kiết Giá đi theo thì cái vị sa di này sẽ đem lại sự an lạc, sẽ đem lại cái mục đích cứu cánh cho 30 vị tỳ khưu đó. À, Sa di Sanh Kiết Giá là đệ tử của ngài Sariputta, mặc dù chỉ có 7 tuổi, nhưng mà cái vị sa di này trong quá khứ, trong trước khi đi tu là cũng ở trong một gia đình rất là giàu có trong thành Sawatthi. Khi mà người mẹ mang thai thì bà lâm bệnh chết một cách đột ngột. Người ta đem bà đi hỏa thiêu thì tất cả người đều cháy hết, riêng cái bụng của bà thì không có cháy. Và những người đi thiêu sau một đêm họ tới, họ thấy sao chỗ nào cũng cháy hết mà còn ở chỗ cái bụng không cháy. Họ mới dùng cái cây đòn sóc á, họ đâm vào cái thịt đó rồi họ thiêu được. Nhưng mà khi đâm vào trong cái thịt đó, nơi bụng đó, thì người ta phát hiện ra thiêu xong ta thấy rằng có một đứa bé bị cái đòn sóc nó đâm vào con mắt. Nhưng mà nó thịt cháy hết, nhưng mà riêng cái đứa bé đó không có bị cháy. Bởi vì đây là cái kiếp cuối cùng trước khi chứng đắc thánh quả A La Hán, cho nên cái đứa bé này không có cháy. Và khi mà dập hết lửa rồi, họ mới đem đứa bé này về làng và thỉnh ý của một những vị Bà La Môn trưởng lão để biết rằng
cái đời sống của đứa bé này như thế nào. Thì những vị trưởng lão cho biết rằng nếu mà sống đời tại gia thì thân bằng quyến thuộc không có nghèo suốt 7 đời, và nếu mà cái chú bé này đi tu thì sẽ có 500 người tùy tùng làm đệ tử, vì con mắt bị cái đòn sóc đâm trúng cho nên họ đặt tên là Sankhya, tức là vị sa di tên Sankhya. Khi lớn lên được 7 tuổi, đứa bé này nghe bạn bè nói về thân thế của mình và hỏi là bà con thì quả đúng là như vậy, thì buồn quyết định đi tu. Bà con cũng đã có ý đó từ lâu, cho nên quan hệ dẫn đứa bé này đến giao cho ngài Sariputta. Ngài Sariputta chấp nhận và dạy cái đề mục thiền quán là tóc, lông, móng, răng, da. Và ngay cái lúc mà cái dao cạo tóc vừa chạm vào của đứa bé này thì vị này đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Rồi vị sa di Sankhya 7 tuổi chứng đắc thánh quả A-la-hán, một lòng phục vụ cho thầy, tức là ngài Sariputta. Khi mà 30 vị tỳ kheo xin đi vào rừng thì Đức Phật bảo họ đến gặp trưởng lão Sariputta. Và khi suy nghĩ sự việc thì ngài Sariputta đã hiểu ý của Đức Phật, cho nên bảo họ là hãy dẫn vị sa di Sankhya này đi theo. 30 vị tỳ kheo này mới nghĩ một đứa bé 7 tuổi, đây là một bận rộn, không làm cái gì. Nhưng mà được ngài Sariputta giải thích, chính họ mới là những chướng ngại của vị sa di, và đó là cái ý của Đức Phật bảo phải đến gặp ta và phải dẫn sa di Sankhya đi theo. 31 người từ giả trưởng lão Sariputta rời khỏi tịnh xá. Họ đi, đi, đi mãi, đi đến 120 dặm đường, đến một ngôi làng có cả ngàn gia đình cư trú. Và dân cư nơi đó thấy chư tăng thì hoan hỷ, hết lòng phục vụ những cái thứ cần thiết. Được biết họ đã đi tìm nơi thích hợp để tu tập, cho nên dân chúng quỳ lại dưới chân và xin ở lại đây hết mùa mưa, để họ có thể giữ giới và làm tròn bổn phận của một người cư sĩ. Được nhận lời, dân chúng sửa soạn chỗ ở ban ngày và ban đêm, lối đi có mái che và lều cỏ. Họ chia bổn phận hàng ngày có nhiều nhóm, ai cũng làm theo phần của mình, không có quá sức, tận tình phục vụ những thứ vật dụng cần thiết. Đầu mùa mưa trước khi nhập hạ thì các vị trưởng lão thỏa thuận như sau: này chư huynh đệ, chúng ta đã nhận đề mục thiền quán từ bậc đạo sư và muốn được ân huệ của chư Phật, không làm gì khác hơn là tinh tấn tu tập. Cái cửa bước vào cổ cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula đang mở rộng ở trước mặt, do đó thì trừ sáng sớm đi khất thực, buổi tối hầu hạ các vị trưởng lão, còn thời gian khác không được tụ họp từ 2 người trở lên. Ai có đau ốm hãy đến chuông, chúng ta sẽ đến lo thuốc men. Và từ bây giờ trở đi, bất luận ngày hay đêm, chúng ta hãy chú tâm chuyên cần vào đề mục thiền quán. Rồi mọi người trở về chỗ ở của mình lo tu tập. Lúc đó có một người nghèo khổ sống nhờ vào đứa cháu gái, nhưng mà nó hấp hối nên ông ta phải đi tìm một nơi khác để nương nhờ. Ông đến chỗ các vị tỳ kheo đang ngồi trên bãi cát thọ thực. Sau khi khất thực ở trong làng về, và ông ta kính cẩn đứng một bên, các vị tỳ kheo hỏi thăm thương hại ông
và chia một phần cơm trộn với súp cà ri để trên một chiếc lá. Ăn xong, ông hỏi thăm và biết các vị tỳ kheo không nhận lời mời ăn của ai cả mà đi khất thực hàng ngày, trong khi ông phải làm quần quật cả ngày mà chưa bao giờ được ăn ngon như thế. Do đó, ông có ý định đi theo các vị tỳ kheo mà phục vụ. 2 tháng trôi qua, ông làm việc hết mình và được cảm tình của các vị tỳ kheo. Nhưng mà rồi ông muốn đi thăm đứa cháu gái mà sợ các vị tỳ kheo này không cho đi, cho nên ông lén bỏ trốn đi. Đi đến một khu rừng có 500 thiên cướp đã sống ở đó. Chúng cầu nguyện với thần sống ở rừng, nếu có ai vào trong rừng thì sẽ giết để tế thần. Và thiên cướp này đã gặp ông lão, bắt trói thật chặt và chắc củi đốt lửa bốc ở cọc nhọn chuẩn bị để tế thần lửa. Ông lão ngạc nhiên hỏi, và khi biết ra là chúng chuẩn bị làm thịt ông để tế thần, sợ chết một cách khủng khiếp, ông quên hết cái lòng tốt của các vị tỳ kheo đối với ông mà bằng mọi cách để cứu chính cái mạng của mình. Do đó ông ta mới nói rằng, tôi là một người hà tiện ăn tàn thực của chư tăng, mà trong số chư tăng đó toàn là những vị dòng họ khác tỳ gia, dòng họ vua chúa, thì như vậy quý ngài tế thần mà cái giai cấp cao hơn, giai cấp sắc đế lị, như vậy thì chư thần sẽ chứng minh cho các ngài, còn đối thân phận của chúng tôi là kẻ thấp hèn thì sự tế lễ này không có giá trị. Thì tiên cướp, bọn cướp mới nghe ông già này nói cũng có lý, bắt được những người mà sắc đế lị để mà để tế thần, như vậy thì cái quả phước mình cao hơn, mà chư thần sẽ chứng minh cho. Và nó thả ông già, nhưng mà này lại dẫn bọn cướp này đi đến để bắt các vị tỳ kheo. Nhưng mà khi mà đến chỗ các vị tỳ kheo thì thấy trống lóc, không có ai cả, thì ông già này nó này hãy đánh chuông đi. Và khi nghe tiếng chuông như vậy thì các vị tỳ kheo sẽ đến. Và thế là ông bảo người thủ lãnh đánh chuông. Thế là các vị tỳ kheo tụ đến và ngồi xuống cái ghế đá thẳng hàng đặt sẵn ở đó. Vị đại trưởng lão của hội chúng thấy buồn cướp liền hỏi ai đến chuông và lý do gì. Chúng bảo rằng cần một vị tỳ kheo để tế thần. Vị đại trưởng lão lấy cái quyền huynh trưởng quyết định rằng ông sẽ đi nạp mạng, đừng để cái số phận của tất cả phải chết, hãy ở lại tu tập đi. Nhưng mà cái vị đệ nhị trưởng lão cũng lên tiếng, bổn phận của huynh trưởng, người thứ hai phải gánh lấy, tức là tôi sẽ ra đi, những người ở lại phải chuyên tâm tu tập. Như thế mà 30 vị tỳ kheo xếp hàng đòi đi, dù không cùng cha cùng mẹ nhưng đã thoát khỏi mọi cái trói buộc, nên ai cũng muốn hy sinh vì người khác. Vì Sa Di Sanh Kiết Giả nghe các vị tỳ kheo ai cũng đòi xin đi để chịu chết, thì nói rằng, ngài trưởng lão thầy của tôi là ngài Sariputta bảo tôi đến đây là chính cái lý do là phải đi chịu chết cho các ngài. Và vị Sa Di đó đã ra đi. Trong khi đó 30 vị tỳ kheo mắt đẫm lệ, lòng xuống sang,
Vì đại trưởng lão nói với quần cướp: hãy sửa soạn lửa, soạn ngọn, trải lá, đừng để cho cái vị sa di trẻ này thấy mà sợ. Quần cướp mang vị sa di đi đến chỗ hành lễ. Quý vị chờ chút. Sao mấy đứa nhỏ nó quậy bên cậu à, tiếp tục ha. À, khi mà bắt cái vị xe gì này đem đến chỗ hành lễ, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết, à, thì cái vị sa di này mới ngồi xuống nhập định, à, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi im ru như vậy. À, thì cái tên chú lãnh, thì chú đảng mới vung kiếm chém xuống cổ của vị sa di này. Nhưng mà cái lưỡi kiếm nó là công làm hai, khi mà cái lưỡi nó chém vào cổ thì cái lưỡi nó cống lại, thì chúa đảng này mới uống thẳng cái lưỡi kiếm, chém thêm lát nữa. Lần này thì cái lưỡi kiếm bị mẻ nứt từ cán đến mũi, giống như một cái ngọn cỏ. Tên thủ lãnh này giật mình khi mà thấy sự kỳ diệu này xảy ra. Cái thanh kiếm này trước đây chém cái trụ đá hay là cái gốc keo như chém một cái chồi non, nay thì bị cong và nứt. Một vật vô hình như cái thanh kiếm mà còn biết được cái đức hạnh của cái vị sa di trẻ 7 tuổi này. Huống hồ một con người có lý trí như là ta. Và nghĩ như vậy xong thì cái tên chú đảng quăng cái kiếm phú phục xuống trước vị sa di và thưa lên: này tôn giả, chúng tôi ở trong rừng, dù cả 1.000 người mà thấy chúng tôi từ xa ai cũng đều run rẩy, còn 2-3 người thì chẳng có dám thốt ra một lời nói nào. Nhưng mà đối với ngài, tại sao ngài chẳng mãi mãi run sợ? Khuôn mặt của ngài rạng ngời như là vàng ròng, như là một đóa hoa. Tại sao vậy? Ngài không run cũng không sợ, hơn thế nữa sắc mặt ngài trong sáng. Tại sao mà ngài không than khóc trước cái sự kinh sợ to lớn đến cái mạng sống của ngài? Vì sẽ gì mới xúc định nói rằng: này thủ lãnh, người nào thoát khỏi mọi cái dục lậu thì xem cái cuộc đời như là một gánh nặng ở trên đầu, và nếu mà bị hoại diệt thì chỉ có vui chứ không có sợ. Này đảng trưởng, không có sự khổ tâm đối với bậc vô dục. Một nhà đạo sĩ đã dứt trừ mọi kiết sử là đã vượt qua tất cả mọi sự lo sợ. Nếu như con mắt hữu được phá vỡ hợp pháp thì ngay trong hiện kiếp thì sự chết là một cái sự vô ý, giống như sự trút bỏ một gánh nặng. Tên chúa đảng nghe vị sa di nói xong mới nhìn 500 thiên tướng hỏi: bây giờ các ngươi có ý định gì? Nhưng mà 500 thiên tướng lại hỏi lại chúa đảng. Thì anh chúa đảng mới nói là: ta rất là ngạc nhiên về sự kiện này, và giờ đây không còn muốn sống một cái đời sống trộm cướp nữa, ta sẽ đi tu với cái vị này. Rồi cả 500 bọn cướp đòi đi tu theo, và chúng ta cúi đầu trước vị sa di xin ký giá, xin gia nhập tăng đoàn, dùng gươm cạo đầu, cắt quần áo và nhuộm với đất màu nâu. Sa di sanh kít cha bảo chúng khoác y vàng và truyền cho 10 giới. Rồi thầy trò đi đến chỗ 30 vị trưởng lão để các ngài yên tâm mà hành đạo.
quá thật thế. Khi trông thấy sư di sình chị gia, các ngài cảm thấy nhẹ nhõm chào mừng. Và vị sư di đã xin phép dẫn các vị tăng tu sĩ đến gặp Đức Phật và thầy của ngài là ngài Sariputta. Đức Phật bảo họ: này các vị kheo, dù chỉ sống một ngày an trụ trong đức hạnh của các ông đang sống, còn hơn là sống cả trăm năm đắm sâu trong cướp bóc. Và Đức Phật đã thuyết lên câu Phật ngôn 110: dù cha quá sa sịt thần chi về đút si lô a sam ma hi tô e ca hằng chi ước tăng say dù si lão quỳnh ta sa cha gia nô. Dù sống một định tốt hơn sống một ngày thì giới tu thiền định. Trong câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng sư di sanh thiết chát pháp cao cường, gươm chém trơ trơ cướp phải nhường, 7 tuổi đã làm thầy tiếp dẫn, giúp 500 cướp được hoàn lương, đã cứu 30 trưởng lão già, khỏa tay cướp chết ở rừng xa, thấy đều đắc quả a la hán. Ông dắt cướp về lễ Phật Đà. Phật dạy các thầy mới xuất gia, một ngày đạo hạnh có thiền na, còn hơn 100 tuổi không tự chế tội lỗi như thời gian đã qua. Alo, quý vị còn nghe không? Nghiêm ru vậy nè. Hết rồi. Duyên chữ hết rồi. Hết rồi còn gì nữa để mình nghe nữa. Rồi. Nghe rồi, nghe hết rồi. Thì bây giờ ý kiến quý vị sao về câu Phật ngôn này? Một câu Phật ngôn rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ ý kiến chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn này. Ai là người ý kiến đầu tiên? Không có ý kiến này là đóng rung nghỉ luôn á. Nghe thì phải có ý kiến ấy còi. Hay quá rồi, chắc đi ngủ hết rồi. Khổ thiệt. Hôm nay cô tu nữ Phúc Hạnh nè, không thấy lên đưa tay lên đọc cái câu Phật ngôn này. Hay như vậy mà cũng không chịu đưa tay. Rồi bây giờ có nghe xong rồi, bây giờ cô tu nữ Phúc Hạnh có ý kiến sao về câu Phật ngôn này? 100 năm mà so sánh một ngày. Alo. Rồi cũng không đưa tay. À, xin mời chiếc lá mùa xuân hả? Vô trẻ nè. Đi học mà cũng đi học trẻ. Rồi duyên sự chắc nghe đủ ha. Rồi ý kiến sao chiếc lá mùa xuân? Nghe câu chuyện này chắc hay cùng mùa xuân nữa ha. Sao? Mời quý vị có ý kiến chứ. Đưa tay chứ, dạ rồi không chịu đưa tay gì hết. Cả một mùa xuân mà có một chiếc lá, trời đất ơi. Alo, alo, xin mời nha. Một chiếc lá chống chọi của mùa xuân. Đúng rồi, bên nó tuyết mà, lạnh quá, còn chiếc lá là hên lắm rồi. À, mời chiếc lá mùa xuân ha, có ý kiến về câu Phật ngôn này. Dạ, con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ Trí Đức. Con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cái câu Phật môn là: dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền. Thì cái câu này thì cái nghĩa thì con nghĩ chắc ai cũng hiểu là theo con hiểu là mình sống lâu nhưng mà mình không có làm cái việc thiện gì hết, thì cho dù mình sống lâu cả trăm năm thì nó cũng không có cái
cái lợi ích gì ở trong cuộc đời này hết. Tức là không không biết giữ giới, không biết rồi cái cao hơn nữa là tu thiền thì nếu mà cái cuộc sống này mà mình chỉ quay cuồng theo cái công việc hàng ngày, chỉ tham sân si hàng ngày ấy, mình không có giữ giới, mình không có hành trì gì hết á, thì rồi khi mình chết thì mình cũng đi xuống thôi. Còn mình càng sống lâu thì mình đi xuống càng sâu. Còn cái câu mà tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền, có nghĩa là sống sống một ngày, cho dù mình sống một ngày nhưng mà mình biết giới, giữ giới, mình biết tu thiền thì cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn, nó có ý nghĩa hơn. Tại vì giữ giới và cái việc giữ giới và tu thiền là cái thiện, cái điều thiện. Cho nên là dù mình không có sống lâu nhưng mà mình làm được những chuyện này thì hy vọng sau khi mình chết thì mình cũng sẽ có cửa đi lên. Thì con thấy là cái việc tu thiền đối với con á, cái việc tu thiền á thì Ngài Liễu Tông cũng nói nhiều lần rồi đó, con không dám gọi là con là tu thiền, nhưng mà con cũng tập tập niệm, tập 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 niệm để cho trong những cái sinh hoạt hàng ngày, hoặc là tập ngồi yên để mình niệm, mình có một cái đề mục để mình ngồi mình niệm thôi. Thì khi nào mà quen thì con nghĩ chắc cái đó từ từ mới tiến lên thiền được. Rồi trì giới thì cũng vậy, thì hiện giờ ở nhà thì mình giữ năm giới, cố gắng giữ năm giới, nhưng mà cũng con nói là cố gắng thôi, nhưng mà cũng 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 có những cái mình không có giữ trọn vẹn được. Rồi trong cái thì con nghĩ là trong cái câu Phật môn này không chỉ là giới hạn, là chỉ nói là chỉ giới tu thiền không, mà nói chung cho tất cả những cái điều thiện mà mình đã được học, đã được nghe. Thì cho dù là một cái phút mình sống, cái cuộc sống mình nó ngắn ngủi thôi, nhưng mà mình có hành thiện như lời Phật dạy thì cuộc sống của mình nó cũng rất là ý nghĩa rồi, còn hơn rất là nhiều. Có những cái người người ta không có được may mắn, người ta không có tin được những cái lời, người ta không có tin, mà người ta cũng không có biết, người ta không có tiếp cận được với những cái mình đã học, mình đã được học, mình đã được nghe. Thì người ta suốt ngày người ta chỉ nghĩ theo cái sự đời thôi, như thế nào là tốt, tốt theo nghĩa của đời thôi, người ta không có hiểu được cái cao cả của cái ý nghĩa cao cả của chánh pháp. Thì như vậy là cũng là không có tốt. Thì con chỉ nghĩ được như đó thôi. Dạ, con xin tri ân đạo tràng đã nghe con nói chuyện. Dạ, con xin xuống. Alo, 123, 123. Nghe gọi mà bận tay ha. Trời ơi, bận lại có người thế rồi. Đây, cái người đại diện trong một mùa xuân chỉ có một chiếc lá. Mà có ý kiến như vậy, chiếc hà còn sa thú. Bây giờ chiếc hà sa thú ở chỗ nào? Mời bàn tay chiếc hà. Sa thú thì phải cái chỗ hay người ta mới sa thú. Bây giờ là chiếc hà chiếc lá mùa xuân đó như vậy, thì bây giờ chiếc hà thấy chỗ nào mà chiếc lá mùa xuân nó hay, nó đúng mà sa thú rồi, bây giờ xin mời.
Xin mời Sĩ Hà. Sa Tú với tán dương ở chỗ hay chỗ đẹp đó. Mời Sĩ Hà. Dạ Nam Mô Phật Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa ngài ơi, ngài kêu con hoài à, quý vị nghe con cũng chán lắm rồi, con cũng đâu có nói cái gì đâu hay ho được. Con đây đây có cô Mai nè, cô Kim nè, cô Tiên Vũ nè, mấy vị này chắc có nhiều ý kiến hay hơn con chứ con cũng đâu có ý gì đâu mà hay ho. Nhưng mà con có câu hỏi thưa ngài, bây giờ con không có bàn thảo câu này, nhưng mà con hỏi trước. Và cái chữ trà di nô thì thấy đây là nó là thiền định, thì ở đây Đức Phật ám chỉ cái thiền định này là thiền định cho samadhi hay là thiền quán, thì con đang thắc mắc cái này. Tại vì con thấy cái chữ thiền định thì con chắc samadhi là thiền chỉ, nên là con chỉ có thắc mắc cái chỗ này. Rồi thầy ngài giải thích cho con rồi con cho mất là. Alo, công nhận Sĩ Kha bán cái hay ha. Mời lên để thấy cái hay cái đẹp của chiếc chiếc lá mùa xuân mới xa thú. Ai ngờ lên đây cái là coi như công nhận chị cha với nô ý nghĩa làm sao hả? Bán cái tuyệt vời à. Ở đây dùng cái từ thiền định ha. Thiền định được định nghĩa thế này: ngoại ly trần tướng vi thiền, nội tâm bất động vi định. Thiền định có nghĩa là ngoại ly trần tướng, nội tâm bất động. Thiền định là ý nghĩa vậy đó. Thì ở đây với Kha-di-no, người có thiền. Ở trong đó gồm cả thiền quán, thiền chỉ ha. Thiền chỉ là làm cho cái tâm mình an tịnh. Thiền quán là nắm bắt đối tượng, thấy được thực tính của Pháp, thấy được thực tánh của Pháp à, thì cái đó gọi là thiền quán. Vậy thì muốn muốn cả cả chỉ và tịnh luôn hay sao? Muốn cả thiền chỉ rồi thiền quán luôn hay sao? Ở đây chỉ dùng cái từ cha di nô là người có cái tâm định tĩnh, dầu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày có giới, có tu thiền. Thì như vậy ở đây cái trường hợp mà quý vị có nghe cái từ mà thay ma biết đi không? Thay ma biết đi tức là những người buông lung phóng dật sống trong ác giới. Thì họ sống giống như họ đã chết rồi. Họ không có phát huy được thiện pháp, họ không sống có ý nghĩa cho cuộc đời, cho nên gọi là thay ma biết đi. Thì những người đó dù sống 100 năm nhưng mà thua cái người trong một ngày biết đạo thiện pháp. Ý nghĩa của câu Phật ngôn này là như vậy, có nghĩa là 500 thiên kiếp đó được Đức Phật nói rằng dù các người có sống 100 năm nhưng mà hôm nay, ngày hôm nay nè, có giới nè, cái tâm của các ngươi được trong sáng, tâm của các ngươi được định tĩnh, hưởng được hương vị của thiện pháp. Thì như vậy một ngày này bằng các ngươi sống 100 năm ở bên ngoài, chỉ lo cướp bóc, chỉ lo giết hại lẫn nhau. Đấy là như vậy. Cha di nô là tâm định tĩnh, hay là ngoại ly trần tướng, nội tâm bất động. Cha di nô gọi là thiền định. Rồi còn 10 phút nữa. Quý vị có ý kiến này?
Thắc mắc học chúng ta phải coi như chỗ nào mà chúng tôi biết là phải hỏi người Liễu Tông, hỏi đi, chứ còn học mà không hỏi được cái tại sao, tại sao Việt Nam bây giờ sáng rồi không có sao gì hết á. Rồi quý vị nào có ý kiến gì nữa không? Còn đây 10 phút rồi nè. Rồi chiếc kim chạy đâu mất tiêu rồi. Chiếc kim chạy mất tiêu rồi. 10 phút nữa. Ưu tiên cho cán bộ. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tư nữ, trời như hai chữ tăng mở, cán bộ con nổi dạ dạ hết trơn hết trỗi sư à. Trời con sợ quá, con mơ lúc mình vô mấy tháng trời con thấy xạo quá, xạo hết chỗ nói luôn, con kiếm đường dọc trẻ nhờ xin kia con cán bộ, như hai chữ cán bộ đồng chí, con nổi da trâu luôn, chứ phải nổi dạ dạ nữa. Nó cần quá, con qua Mỹ, con làm nhận vẽ đó, làm tranh đó. Cái bà chủ cái bên công đi mắc quá, bà dời qua bên năm 90 hay gì đó, bà dời qua bên Trung Quốc, bà nói con mày qua bển làm manager coi đó, tao lại mày, con nói bà tao lại mày, tao sợ nó từ bên Việt Nam tới vượt biên tao chạy tu qua bên Mỹ rồi, bây giờ mày kêu tao qua tới chỗ của nó hả, không dám đâu, thôi con có đi. Ok, con cũng cảm ơn cho chiếc lá mùa xuân đưa ra những cái ý tưởng của cô. Còn cô Hà đó quẹo lái hay á, đệ tử của sư mà. Sư quẹo này quẹo trái quẹo phải rất là nghề của sư mà. Con ý kiến của con thì này thì con nghĩ theo một cách khác. Tại vì trong cái một ngày mà sống một ngày mà biết trì giới tu thiền định á, thật ra Đức Phật nói vắn tắt là như là e kha hăng là một ngày chi quý tăng xây vô tốt hơn thì bá quanh tác phá cha dưới nô. Cái chữ cha dưới nô này, cái thiền định trong tiếng Pali á, là không phải thiền định đâu không, mà như là sư nói đó, ngoại ly trần cảnh, nội tâm bất ly, tức là cảnh đời ngoài không nhầm nhòi với họ, họ ly tới trần cảnh có gì sắc thinh khí bị xuất phát dẹp gần bên, không đấy. Tâm của họ bằng phẳng, y chang giống mặt nước, phẳng lặng như mặt nước hồ, không có gió dây động, phẳng như cái tấm gương vậy. Thành ra mấy vị A-la-hán là những vị Phật, họ không có để ý tới đó. Thì theo con học duy diệu pháp ấy, thì lúc mà cái tâm mà tiến tới cái cảnh giới mà vô trong cảnh giới thiêu thế đó sư, thì chỉ lo danh thôi chứ không có sắc. Sắc họ bỏ hết, tức là cái thân này bỏ hết thì của cải tài sản nhầm nhội gì, cái thân này không còn thì tài sản để làm gì. Bởi vì Đức Phật nói ta đã tìm ra cái người xây kiến đấy, cái ngôi nhà này, tức là cái thân hình của mình, cái người của mình, cái cuộc sống mình, ta đã bẻ gãy hết kiềm cặp gì đó, như là sườn nhà, nóc nhà bẻ dẹp hết, bung hết, không còn nữa. Thì đã ngày mấy ngày đã là thức ly rồi, bây giờ còn sống đây là chỉ hữu vi niết bàn thôi, chờ đúng tuổi bắt ngày nhập vô ly niết bàn đi luôn, không bây giờ trở lại ba cái cõi rồi dục giới, sắc giới, vô sắc giới gì hết, dẹp hết. Thì có đây là con thấy đây cũng một chuyện thần kỳ, tức là 500 tên cướp, trời đất ơi, quậy tới đời luôn, tướng cướp mà 500 tên nha. Con thấy ở Mỹ này mấy cái tụi Black Lives Matter đó, với lại mấy tụi Antifa đó, nó vô có mấy chục tên, 5-10 tên vô trong cái mò đó, mấy chục tên nó quậy, nó lấy đồ đó. Tại cái thằng cha thống đốc Gavin Newsom này á, bên đảng Dân Chủ này á, nó nói là ra cái lực ăn cắp dưới 950 đồng, không có tội gì hết, bởi nó vô nó gom, nó đi ra thôi. Thì nó mấy có nhiều cái tiệm ở bên đây để là cái gì cũng 951 đồng hết, vô đó mua coi cho coupon giảm giá lại. Có những chuyện mà quái đản, những chuyện không có thì nó đều có xảy ra trên cõi đời này. Con nhìn con thấy mắt, con thấy Đức Phật nói về cái pháp vô thường rất là hay. Như cái đài CNN nói là trùm dễ sợ, dễ sập tiệm rồi.
Thì đấy, như vậy đó là việc vô thường. Thì Đức Phật nói Ngài tìm ra cái nguyên nhân để mà chúng ta sẽ còn khổ luân hồi giải thoát rồi. Thì ý là Ngài nói là tốt hơn mình sống một ngày. Các cái quan trọng nhất là cái thằng chú đảng này nó nhìn thấy một sự quyền diệu của một vị A-la-hán có 7 tuổi thôi. Ngồi tỉnh bơ có 7 tuổi, nó nói là khi mà người ta thấy nó là sợ rồi, còn một hai người mà thấy nó là không dám hó nữa, điếc câm luôn, tức là bất động sợ quá rồi đứng tim luôn, không chết là may lắm. Mà cái vị Sa Di 7 tuổi này tỉnh bơ, ngồi nhập định tỉnh queo rồi, nó lấy nó chém chém tùm lum không nhầm rồi. Trời ơi, con giả kho nó bự, nó đấm vô trong đầu của Ngài Sariputta mà một cái, mà có thể nó cái sức mạnh nó có thể phá đi một hòn núi bự nha. Mà Ngài chỉ bị sơ sài thôi, nó hả đấm thôi một cái tôi tọt xuống địa ngục ở dưới, không biết giờ này biết chỉ là tha, không biết như nào lên nữa. Thì đối một sự quyền diệu của Phật Pháp thông suốt, một cái sự lưng, một cái sự thông suốt của cái gì ta nói người ta, tức là có cái sự hiểu biết về giáo pháp chánh pháp của Đức Phật thì mới có sự giải thoát trong đó. Nó đủ thứ hết, trí tệ hay cái quyền lực nó không thể giải thích được với những ngôn ngữ ở trong cõi đời này. Thì nó thấy cái kiếm của nó chặt đá như chém bùn, như chém tàu hũ đại khái vậy, nhức đẳng huyền đai vậy đó, sinh ra sinh sáu bóp một cái nhẹt cái chân chẳng hạn như đại khái. Mà cái kiếm của nó là dễ sợ lắm, tướng tên cướp, cái sức mạnh, cái quyền lực của nó là những vũ khí của nó bọn lưu manh hả. Cái đó là nhờ cái đó văn nhất hạ rồi, cái bọn lưu manh tắt lại nó là Antifa đó, là từ gốc từ bên tụi Âu Châu qua, cái tụi Đức đó, nó muốn đem nó tái lập cái đó với cái chủ nghĩa toàn cầu, nó làm cái đó bây giờ ra cái chủ nghĩa là đối nhập đó. Cái đó để nói sao đi ha, chẳng có vô nói chính trị được. đối với các nó thì sức mạnh của tụi cướp là cái vũ khí, như là bên này giờ nó có súng ống đạn dược ghê hết, nó là cái kiếm mà từ trên nó hết cái sức lực nó chém hai lần, lần nhất cái kiếm công lợi, lần thứ hai công vòng lại luôn, giống cái đuôi con chó của sư vậy đó, nó như chui con chó của sư, nó công lại đẹp, công tròn lại luôn, nó như chó của sư trong chùa con thấy trong hình đó. Hồi năm 2021 lễ văn y mà cô được cô gì cô Meta không đi cho cháu cô đi đó, cái cô đó đang đọc cái tờ giấy nói về làm gì đó, thì con chó của sư lại đứng nó cũng ké vô cái xe vô cái phước tờ lấy văn y, con nhìn thấy mắc cười quá, cái đuôi nó cong như cái vòng tròn vậy đó, thì nó mới thấy lạ luôn, nó là nó đâu ấy đâu mà cái gì sao gì này văn y cha. Cái quyền lực của thằng thông không thể nói được với một đứa Sa Di, một người con nít 7 tuổi nó thấy sợ quá rồi. Thì nhưng mà những 500 tên cướp này sau này đều đắc thành quả A-la-hán với trí tuệ phân tích, với một sức mạnh đó nó tự nhiên nó bừng tỉnh ra, nó nhìn thấy một cái sự mầu nhiệm gì đó, nó mới có tuổi này lâu tuổi, những người này có đầy đủ ba la mặt rồi, nó đầy đủ 10 la mặt rồi, 10 cái ba la mặt, bởi vì vô gặp Đức Phật giảng mấy bài giảng bài kinh, đọc cái câu kệ chứng đắc A La Hán liền. Thành ra đặt câu hỏi liền, hỏi vị Sa Di này vừa một hoành hành như chúa đảng, như chúa tể một vùng đó, mà tự nhiên 500 tên đều đi muốn đi tu hết. Thì cái sự một ngày có thiền định, tức là trong một giây một phút đó mà họ biết cái sự phân biệt giữa cái chánh và cái tà, nó chỉ một giây phút đó thôi, trong một ngày giữa chánh với tà nó rất là mỏng manh, dồn qua quyết định yes or no thì nó lật ngược là hết. Thì đến cái đó thì cái đây một sự thần kỳ của các vị A-la-hán trước khi họ họ trở thành một vị Phật thanh văn giác, như cái vị Sa Di Sằng Kích Cha này ở trong bụng mẹ thiêu đốt vậy đó mà không chết, thấy không, là một sự thần kỳ. Rồi 500 tên cướp này cũng thần kỳ, trong những cái tích của trong kinh Pháp Cú này con thấy rất nhiều sự thần kỳ. Một, không có khoa học, không có gì mà giải thích được những cái sự thần kỳ này hết, chỉ có trong kinh của Đức Phật người thấy rõ và nghe ghi lại thì mới hiểu thôi. Ngài rất là thông minh, rất là quán để tất cả những chuyện trên thế gian này, ba cái chuyện một cái đám già này bên đây policy vậy đó, tham quyền gần tới tuổi già chết thì không biết
không biết hưởng cái phước mà còn quẩy thêm nữa. Con thấy cuộc đời họ là đi tiêu rồi, nhưng mà họ đâu có nhìn ra biết những cái tội lỗi quá đáng của họ làm. Bởi vì khi mà mình thấy, con thấy trên đường hay trong chợ đời hay những chuyện đời, con thấy những người mà bị bệnh hoạn già cả, bị đối xử tệ bạc, người nhiều thấy tội nghiệp thương, nhưng mà họ mình có thần thông, họ nhìn lại cái quá khứ là thấy hết giờ chẳng chút lý sư còn nữa, thấy quá khứ họ đã làm thì họ không có thương tiếc nữa. Nhân quả lúc nào nó cũng đúng, nó không có thiên vị ai hết. Vậy con chia sẻ lời đó một chút vậy thôi, cũng hết giờ rồi, sư đừng có la con nghe sư. Thứ bảy lần con đọc kinh Tam Bảo không sư, con không biết từng tự như thế nào, con cũng đọc theo theo sự hiểu biết con. Con nhớ con có đọc một lần rồi, nhưng mà con chứng giám nha. Thôi con xin trả máy, và nếu con có gì sai sót xin các sư các cô tư nữ những quý Phật tử chỉ dạy cho con. Và con xin chúc quý vị trong đạo tràng được ngày yên vui. Con xin trả máy lên nha, con là mỏi nhỏ mà nói nhiều mà không biết hả. Alo, 123, 123. Đã nói hết giờ mà cũng còn ráng mà nói. Công nhận cái bài này nhiều chuyện thiệt á. Nhưng mà sự chia sẻ trong đại tràng cũng rất là quan hệ. Ai chơi xích chiếc lá mùa xuân thấy cười là thấy nói chúng ý rồi đó. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta với câu Phật ngôn 110 xin được kết thúc ở đây. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui, tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và tâm thiền, siêng hoa lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tính chúng. Hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành. Tịnh lạc ê tê na sa cha qua chê na sô tử vô hô tụ sập bà đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Sau đây là bài kinh châu báu sẽ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ngày hôm nay. Tabutani samagatani bhumani vayani va antali ke sabeva bhuta sumana bhavantu atopi sakata sunantu basitam tasumani bhutani sameta sabe metam karotamanu siya bhajaya Divacara to chaharanti yevali tasumani nirakata